Xin chào anh chị đã quay trở lại kênh của Thanh Nhi Bất Động Sản Tây Ninh. Thì ngày hôm nay anh chị em đứng ngay chỗ phường 3, thành phố Tây Ninh. Em giới thiệu cho anh chị xem một cái lô đất lớn đang được rao bán nha anh chị. Thì cái con đường trước mắt mình là một cái con đường bê tông. Thì hiện trạng con đường này là vô tới đây là đường cùng nha anh chị. Nhưng mà nữa sắp tới thì có quy hoạch mở đường hay không thì em chưa có biết, nhưng mà hiện tại là đường cùng. Thì cái con đường này là con đường hẻm của 61 Cách Mạng Tháng 8, anh chị đi vô đây nha. Vô khoảng 230m là tới lô đất của mình. Cái lô đất này là bỏ từ cái dãy đầu vô 17m nha anh chị. Thì sẽ còn lại là nguyên một cái phần lớn dài tới một ô phía sau luôn của mình. Thì hiện tại ở đây á, những cái lô đất này á, là em có là một lô 10m nhân 9, một lô 12m hậu 10, 3 lô 8m hậu 11, 2 lô 7m hậu 14 nha anh chị. Đấy. Thì nó dài xuống mút ở tới đông luôn, tới cái dãy nhà cuối cùng luôn và là hết nha anh chị. Thì hiện trạng cái đất này là đất trống, cỏ lên nhiều anh chị không thấy rõ. Dân xung quanh ở như thế này nha anh chị. Thì em đứng tại đây em quay trước đi, hồi tí xíu nữa em chạy ra ngoài kia em quay cái đất mà cái khúc đầu nó đã dãy cỏ rồi cho anh chị mình thấy cho nó dễ. Thì mỗi một lô á anh chị, thổ cư nó sẽ là 90 cho tới 99% nha anh chị. Thổ cư là 90 cho tới 99% luôn. Thì mỗi một lô là chủ thu về là 1,2 tỷ một lô. Thì cái số lô á, tí xíu nữa em sẽ để cụ thể trên màn hình cho anh chị dễ hình dung nha. Bây giờ là em quay hiện trạng xung quanh như thế nào. Ở đây là thuộc khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh nha anh chị. Cách cái đường Cách Mạng Tháng 8 trung tâm thành phố là chỉ có 230m thôi. Bây giờ vô tới đây luôn. Thì vô tới trong đó là đường cùng rồi đó, anh chị thấy không? Nhưng mà đường này là đường, em thấy là chiếc ô tô nhỏ 4 chỗ là vô tới nha anh chị. Thì ở đây là anh chị lên tắm đi, thay lên tắm á, tại vì hậu nó cũng hơi ngắn. Hậu dài nhất là chỉ có 14 thôi anh chị. Hậu ngắn nhất là 9m. Nhưng mà đất là thổ cư hết 90% rồi. Anh 90 cho tới 99% anh chị về lên có muốn thì mình lên tắm thì mình lên thêm chút xíu chút đỉnh thổ cư nữa thôi. Tại đất còn lại là nó cây lâu năm. Hiện tại là có 7 lô nha anh chị. 7 lô. Cứ mỗi lô là thu về đúng 1,2 tỷ. Giá đó là giá chốt không thương lượng nha anh chị. Đất ở phường 3, thành phố Tây Ninh nha. Thì hiện trạng đất ở phường 3 là nằm giá là rẻ nhất. Nếu mà rẻ nhất là cũng phải giá là 350 một mét ngang nha anh chị. Đó là em nói là những cái miếng mà rẻ nhất mà thuộc dạng như nằm vùng sâu, vùng xa đồ này kia. Ngõ hết điểm cùng này nọ. Nhưng mà miếng này hiện trạng gì là rất là rẻ rồi nha anh chị. Tính ra có 100 mấy cho tới 200 mà. Một mét. Thì đã có sổ hồng từng lô hết rồi, anh chị mua lô nào là chủ bán lô đó nha. Giờ em ra em quay phía ngoài cho anh chị mình xem cho dễ. Đây anh chị, thì 17m ngoài bỏ, còn lại là 8 lô của mình ở phía trong. Đấy, ở đây lên rồi. Anh chị thấy đường không? Đường này ô tô rồi vô tới nha. Đây là cái hẻm 61 Cách Mạng Tháng 8 trục chính luôn nha anh chị. Đó, cứ đi thẳng vô là tới cái đất của mình, hẻm 61. Thì mấy cái đường này là thông qua hết những cái hẻm với nhau. Này, những cái hẻm của Cách Mạng Tháng 8 là mình thông qua hết nha anh chị. Này, đi thông qua luôn nè. Đây, thì cái lô mặt tiền của cái đường trục ngang này nè, điếm vô 17m là còn lại là 8 lô đó là của mình. Của chủ á anh chị, 8 lô phía trong là của mình. Thì đường là đường xe ô tô vô tới. Đất của mình là quay về hướng hướng đông nam anh chị. Đất là quay về hướng đông nam nha. Đấy. Thì
nếu mà được dãy cỏ xong hết rồi đất nhìn nó cũng sáng đẹp giống vậy nè anh chị. Để lâu rồi chủ không có dãy cỏ cho nên là nhìn nó vậy, chứ mình khai mình dãy ra là nhìn đất rất là sáng. Anh chị xây nhà lên một tấm á, thoải mái luôn. Thì đất là thổ cơ nó 90% hết rồi, có miếng 99 luôn anh chị. Đó. Số lượng lô với lại diện tích cụ thể thổ cơ em để trên màn hình cho anh chị mình dễ theo dõi nha. Thì hiện tại là em đang đứng ngay trục chính của hẻm 61 cách mạng tháng 8 nha anh chị, thuộc khu phố 2 phường 3 thành phố Tây Ninh. Đứng tại đây là thấy đường xe chạy của cách mạng tháng 8 luôn nè. Đấy, anh chị thấy không? Vô có 230m thôi là tới lô đất của mình liền. 1 tỷ 2 một lô, giá chốt chủ thu về nha anh chị. Rồi bây giờ anh chị mình theo chân em ra đường cách mạng tháng 8 nha. Rồi anh chị theo chân em ra đường cách mạng tháng 8 nha. 230m là tới đường cách mạng tháng 8 thôi. Anh chị mua để dành đi, mấy cái đất này rất là rẻ luôn anh chị. Tại lý do là cái đường nó hơi nhỏ như vậy đó cho người chứ. Vậy là rất là rẻ rồi. Đó, chạy ra tí xíu mới tới đường cách mạng tháng 8 trung tâm thành phố rồi. Thuộc phường 3 nha anh chị. Em có tiền cũng mua để dành nữa. Máy sáng một bên luôn. À, tới đây là tường cách mạng tháng 8 rồi anh chị. Đây, hẻm số 61 đường cách mạng tháng 8 trung tâm thành phố Tây Ninh, phường 2 phường 3. Rồi anh chị quẹo phải hướng này là đi về Vincom nè. Chạy lên đây xíu có điện lực thành phố ở đây luôn nè anh chị, ngay góc luôn. Còn vị trí cụ thể là em để trên màn hình cho anh chị xem nha. Rồi tới đây thì em tạm dừng video đó nha.